Tri thức tốt xin chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích đến từ kênh tin tức tri thức tốt. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin chi tiết. Quan từ Vi Nam mạng tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Mậu Thân nam mạng khi còn trẻ thì cuộc sống không được thuận lợi cho lắm, khi bước vào trung vận thì mọi sự được tốt đẹp hơn, đến hậu vận được thành thơ hưởng phúc nhưng vẫn còn phiền muộn. Tiền bạc luôn đủ đầy, không bao giờ phải lo nghĩ về vấn đề này. Những người này có số hưởng thọ từ 72 tuổi đến 81 tuổi. Những người làm nhiều việc thiện, ăn ở hiền lành Sống tốt đời đẹp đạo thì tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Tính cách người tuổi thân, những người tuổi thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông Tuổi thân nổi bật, thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Tuổi thân giỏi trong cách giao tiếp ứng xử và thuyết phục người khác, bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị, mới mẻ không bao giờ nhằm chắn tuổi thân truyền cảm hứng sức sống dồi dào mãnh liệt của mình cho những người xung quanh khi đối diện với khó khăn thử thách tuổi thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt nếu làm việc tập thể tuổi thân sẽ không bao giờ để mình chịu thua bất kỳ ai nếu có người hơn mình, họ sẽ cố gắng phấn đấu để vượt lên vị trí dẫn đầu. Những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi người khác đạt được thành công. Tuy nhiên, họ khéo léo che giấu đi cảm xúc thật sự của mình, không để cho ai biết. Đa số những người tuổi thân làm việc theo cảm hứng nhất thời, khi tâm trạng tốt, họ làm việc hăng say và hiệu quả, còn khi tâm trạng xấu, tuổi thân lại tỏ ra chán nản và làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc nam giới tuổi thân sớm trưởng thành và xây dựng được sự nghiệp vững vàng. Nhờ vào khả năng giao tiếp của mình mà họ có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè, người thân yêu quý. Bởi vậy, mỗi khi gặp khó khăn, tuổi thân luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tuy nhiên không vì thế mà họ ỉ lại, dựa dẫm vào người khác. Tuổi thân khôn ngoan trong những trường hợp cần thiết. Họ sẽ không bao giờ làm những điều vô ích, không đem lại cho bản thân mình tiền bạc, lợi lộc đôi khi có người cho rằng tuổi thân thực dụng nhưng chính họ cũng đã công nhận điều này tuổi thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực bởi ngay từ khi còn trẻ những người này đã ham học hỏi tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi thân thật hoàn hảo và thông minh họ suy nghĩ rất thực tế luôn biết nắm bắt tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Đôi lúc, sự tự tin một cách thái quá khiến tuổi thân gặp nhiều rắc rối. Họ có thể chỉ ra một cách rõ ràng, chính xác những sai lầm của người khác, lại không thể tự mình nhìn ra lỗi lầm của mình. Hơn nữa, những người này có tính bảo thủ, ít khi lắng nghe lời nhận xét, khuyên nhủ của người khác. Tuổi thân thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy của mình bằng cách chắt lọc những thông tin cần thiết để học hỏi và tiếp thu. Hơn nữa, họ luôn lựa chọn những việc dễ làm ít tốn sức mà đem lại cho mình thành công cao bởi vậy nhiều người cho rằng tuổi thân mưu trí nhưng trong một số trường hợp họ rất khôn lỏi không nghĩ cho người khác tuổi thân không hẳn là những người bảo thủ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình họ biết tiếp thu học hỏi kinh nghiệm của những người giỏi hơn mình hơn nữa họ chia sẻ kiến thức và tiền bạc của mình cho mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn mà quên đi lợi ích của bản thân Tuổi thân văn võ song toàn, vừa có tài vừa có đức. Vì vậy, những người này thường gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Nếu họ cảm thấy bản thân mình giỏi về lĩnh vực nào, tuổi thân sẽ phát huy trí sáng tạo của mình và cố gắng theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực đó. Những người này khi làm việc tập trung rất cao độ, không ai có thể làm phiền hay ngắt quãng. Đặc biệt, họ rất ghét những người thường xuyên nhờ cậy, gặp khó khăn nhỏ đã không thể giải quyết được. Bởi tuổi thân là những người độc lập, không muốn dựa dẫm vào ai và cũng không muốn người khác quá ỉ lại vào mình. Phụ nữ tuổi thân năng động và đẩy lôi cuốn. Sự xuất hiện của họ luôn làm cho đám đông trở nên sôi động, hào hứng hơn. Nhờ vào sự khéo léo của mình, những cô nàng này được rất nhiều người yêu quý. Đó là lý do tại sao xung quanh cô nàng tuổi thân có rất nhiều anh chàng theo đuổi. Về phương diện tình duyên hôn nhân, chuyện nhân duyên của nam mạng mậu thân được chia ra thành 3 trường hợp như sau những người sinh vào các tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc cuối cùng của mình. Những ai sinh vào các tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Còn những nam mạng mậu thân được hạ sinh vào các tháng 6, 7 và 11 âm lịch là những người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc cùng ý trung nhân duy nhất của cuộc đời mình. Muốn vợ chồng sống trong hạnh phúc viên mãn, tiền bạc dư giả, công danh tiền đồ rộng mở, sáng lạn, thì nam mạng mẫu thân nên lựa chọn kết hôn với những người hợp với mình cả về tình duyên và tài lộc. Đó là các tuổi: kỳ dậu, quý sửu, ất mão, đinh tỵ, đinh mùi và ất tỵ. Vợ chồng vẫn mặn nồng tình cảm nhưng cuộc sống chỉ ở mức bình thường khi bạn kết duyên với các tuổi Canh Tuất, Nhâm Tý, bính Tý và Bính Ngọ. Cuộc sống sẽ gặp nhiều vất vả khi nam mạng Mậu Thân nên duyên vợ chồng với các nữ mạng Tuổi Mậu Thân và Giáp Dần. Nguyên nhân là vì hai tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên và tài lộc. Nam mạng Mậu Thân sinh vào các tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch thường có số đa thê hay gặp nhiều khó khăn trong chuyện thành gia lập thất. Những tuổi đại kỵ Mậu thân nam mạng không nên kết duyên hay cộng tác trong công việc với những tuổi xung khắc với mình, bao gồm tân hợi và quý hợi. Nếu kết hợp với những người tuổi này, mọi chuyện sẽ gặp nhiều trắc trở, trở ngại, khó đạt tới thành công, dễ chuốc lấy thất bại hay tình duyên giang dở, không được lâu dài. Gặp tuổi đại kỵ thì mọi việc phải thận trọng và giản dị hết sức. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi đại kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không nên tổ chức cưới hỏi linh đình, rầm rộ mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám. Sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi đại kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao dài hạn hàng năm cho mỗi người sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức, những chuyện xấu sẽ được hóa giải. Về gia đạo và sự nghiệp, gia đạo của nam mạng mậu thân khi còn nhỏ có nhiều dối rắm tuy nhiên khi lớn lên rồi sẽ được êm ấm, yên vui. Đường công danh của nam mạng mậu thân không vượt qua mức khá được. Từ năm 36 tuổi trở đi, sự nghiệp ngày càng bền vững. Tiền bạc lúc nào cũng dùng rỉnh, không bao giờ phải lo nghĩ. Những tuổi hợp làm ăn, Mậu thân nam mạng nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc là kỷ dậu, quý sửu và ất mão để cộng tác trong công việc. Nếu kết hợp với ba tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng xuân sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về nhiều lợi nhuận. Ngày giờ xuất hành hợp nhất Nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc lớn, quan trọng thì nam mạng mậu thân nên khởi hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thành công, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Diễn tiến tử từ vi từng năm quý bạn nam mạng tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Xem tử vi chọn đời từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Bạn có vận vào năm 20 tuổi, phải hết sức thận trọng trong tất cả mọi việc, đề phòng tai ách hay hao tiền tốn của. Năm 21 tuổi cần chú ý nhiều hơn đến công việc và tiền tài. Sang năm 22 tuổi và 23 tuổi có chút thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều phiền muộn. Đến năm 24 tuổi và 25 tuổi, cuộc sống có nhiều lo âu, tài vận không được hanh thông. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi. Năm 26 tuổi vô cùng thuận lợi, được nhiều hay đẹp. Năm 27 tuổi và 28 tuổi phải hết sức thận trọng trong mọi việc từ cuộc sống đến tiền tài. Đến năm 29 tuổi và 30 tuổi, cần chú ý hơn đến công việc. Nói chung, hai năm này không có biến cố gì lớn hay quan trọng xảy đến. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi. Năm 31 tuổi, tiền tài có phần dư giả. Năm 32 tuổi, cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Bản thân gặp chút rắc rối, cần bình tĩnh sáng suốt để giải quyết mọi vấn đề. Nên thực hiện những việc vừa và nhỏ tránh những công việc lớn sẽ thu được thành quả đáng kinh ngạc. Năm 33 tuổi và 34 tuổi không được tốt lắm, phải quan tâm hơn đến công việc, tránh xuất hành đi xa, kẻo gặp rủi ro không đáng có. Đến năm 35 tuổi, cuộc sống và tài vận có nhiều hay đẹp. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, tài vận và cuộc sống được thịnh vượng, nhưng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, kẻo ốm đau, bệnh hoạn, hao tốn tiền tài vào những năm này từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi. Vào những năm này, công danh, sự nghiệp đều gặp thuận lợi, gia đình hòa thuận, yên vui, cuộc sống thêm phần đủ đầy, dư giả. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, quãng thời gian này không được tốt lắm, phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe bản thân, đề phòng đau ốm bệnh tật liên miên, làm tiền tài hao tổn, sinh ra nhiều phiền muộn. Từ năm 51 tuổi đến năm 56 tuổi, những năm này, bạn phải nhìn nhận, xem xét kỹ càng mọi vấn đề xảy đến. Tuyệt đối không nên tin tưởng ai quá, mà phó thác tiền của cho họ, hay thực hiện những công việc lớn, quan trọng, nếu không sẽ thu về thua lỗ, thất bại hoặc sự phản bội. Tiền tài có phần yếu kém hơn vào những năm này. Từ năm 57 tuổi đến năm 65 tuổi, những người nam mạng mậu thân sống khá thọ, được hưởng nhiều phúc phần. Vào những năm này, sự nghiệp và tài vận có thể được nhiều hay đẹp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của kênh Tin tức Tri thức tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, mời quý vị để lại phần bình luận phía bên dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích nhất đến từ kênh Tin tức Tri thức tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.